Hello các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Lớp Mẹt. Lớp Mẹt là kênh để nói về cái tình yêu toán học thì đương nhiên các bạn. Thì đây là có nhiều bài giảng về trên kênh của thầy về toán học thì các bạn có thể tham khảo. Hôm nay thầy muốn chia sẻ một cái vấn đề, một sự kiện đó là liệu rằng có phải là câu hỏi đặt ra là về học ngoại ngữ. Thầy cũng đã từng là đi học ngoại ngữ đấy, học từ khi nhỏ đến giờ, nhưng mà thực chất là chỉ biết bị bỏ mấy cái từ tiếng Anh trong toán đó các bạn, còn giao tiếp mà với người Tây rồi này là mình nói vài câu là ngọng miệng. Bây giờ nhà nhà người người đi học ngoại ngữ, trẻ con 2-3 tuổi đi học ngoại ngữ, nhưng tự hỏi sau này cái khả năng vận dụng ngoại ngữ đến đâu. Chẳng hạn như các bạn ấy xuất khẩu lao động hoặc làm việc nước ngoài, chẳng hạn một cái tiếng một nước nào đó thì các bạn phải bắt buộc phải học tiếng nước đó, thì đó là thiết thực. Nhưng bây giờ cái học sinh học ngày học đêm, nhưng mà sau cái thi thì cuối cùng là học sinh đánh trắc nghiệm này luôn, không cần suy nghĩ bởi vì các em có hiểu gì đâu. Đấy, cái thực trạng học ngoại ngữ như vậy. Thì có cái môn, một số môn ngoại ngữ là đưa vào trường học, nhưng mà vấn đề ở đây là vấn đề là hiệu quả và phải cách sử dụng. Chúng ta học ngoại ngữ để sau này vận dụng để làm việc với ngoại ngữ đó. Thì chúng ta học ngoại ngữ một trận chán rồi, cuối cùng chúng ta quay lại để học sử dụng tiếng Việt thì rõ ràng là không cái tính ứng dụng cao, và đặc biệt là cách chương trình học ngoại ngữ như thế nào cho hiệu quả. Tại sao những cái bạn có một số em đi dạy ngoài Hà Nội ở thành phố Hồ Chí Minh, họ nó học sách báo nhưng mà họ giao tiếp rất ít thành thạo, từ cái chỗ là chào hỏi là mua sắm rồi tất cả vấn đề rất tốt, trong khi đó học chính quy thì giao tiếp ngượng nhiều. Đấy, đó là cái vấn đề học ngoại ngữ chúng ta cũng đặt lên một cái vấn đề cần quan tâm. Đương nhiên là trong cái kỳ thi trung học phổ thông quốc gia thì môn tiếng Anh là cái môn mà phải bắt buộc rồi, nhưng mà thấy rằng là cái bắt buộc cũng làm cho học sinh nhiều cái sự mà phải gượng ép. Đấy, bởi vì các em học và vấn đề là học học để vận dụng các bạn, còn học mà sống vận dụng, con học môn toán đương nhiên là các bạn học được, tham khảo được, bạn đang học được cơ bản như vậy là học được các bạn nhé. Cuối cùng thì chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở chương trình nhé.